Rồi, thế thì ở đây cũng đã có một số anh chị biết vậy rồi và cũng có một số anh chị chưa biết. Thế thì lời đầu tiên bé xin phép được giới thiệu lại bản thân một chút. Bé tên thật là tên đầy đủ là Trương Thị Bảy, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Phước. Công việc chính của mình là một giảng viên và mình cũng là một trong những cái thành viên của hệ thống Media Online của cô Vũ cùng các cái đồng nghiệp dược sĩ của mình, và hiện tại Bảy cũng là một cái đối tác của Robby. Thì hôm nay Bảy rất là vui khi được ngồi đây cùng chia sẻ với mọi người về một cái chủ đề, đó là vui sống cùng lá gan khỏe mạnh. Thế thì trước khi vào cái chương trình phần chia sẻ của Bảy thì Bảy xin được phép chia sẻ cái slide nhé. Mọi người chờ Bảy chút xíu ha. Rồi cho Bảy test cái hình ảnh âm thanh một tí, không biết là mọi người có nghe rõ Bảy nói không ạ? Mimi ơi, có nghe rõ tiếng Bảy không? Dạ rõ. Rồi, rồi vậy thì cái slide thấy rồi luôn ha Mi. Rồi, chủ đề hôm nay thì mình sẽ tìm hiểu về một số những cái nội dung như là vai trò của cái lá gan của cơ thể của chúng ta là gì. Rồi, khi cái lá gan của chúng ta nó có vấn đề thì nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài bằng những cái dấu hiệu gì để chúng ta nhận biết hay không? Và có những cái phương pháp nào để chúng ta bảo vệ cái lá gan của chúng ta khỏe mạnh hay không đây? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ đi vào cái phần nội dung tìm hiểu sau đây nhé. Đầu tiên cung cấp cho các anh chị ở đây một số những cái con số thống kê của cái Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2019 á, thì người ta thống kê thấy rằng là các cái bệnh nhân mà bị chết vì cái bệnh gan á là đứng hàng top thứ 10 trong các cái bệnh gây đến tử vong ở trên thế giới, và đặc biệt là ở những cái nước mà có thu nhập thấp. Và vậy thì chúng ta thấy đây là một trong những cái con số đáng báo động, phải không nào? Và vậy thì chúng ta cần phải bảo vệ chúng ta cái lá gan của chúng ta nhiều hơn, đúng không nào? Vậy thì trước tiên chúng ta bảo vệ lá gan như thế nào? Chúng ta tìm hiểu một chút xíu về cái vai trò của cái lá gan đối với cơ thể chúng ta, phải không? Vậy thì cái lá gan của chúng ta được xem là một cái tạng lớn nhất ở trong cơ thể nha mọi người, và nó lại có rất là nhiều những cái chức năng khá là quan trọng. Một cái chức năng đầu tiên mà chúng ta có phải kể đến ở đây đó chính là cái chức năng phòng bệnh. Cái chức năng phòng bệnh này á, nó thể hiện ở cái vai trò đó là gì? Nó được ví như là một cái tấm khiên, nó bảo vệ, nó ngăn chặn những cái chất độc xâm nhập từ bên ngoài vào cơ thể qua cái đường tiêu hóa của chúng ta. Và đồng thời là gì? Nó làm giảm độc tính cũng như là thải trừ một số những cái chất cặn bã, cũng như là những cái chất mà nó được chuyển hóa ra ở trong cái cơ thể chúng ta nó tạo nên á. Đấy, và nó sẽ nó đào thải ra. Đấy. Do đó là nó sẽ giúp cơ thể chúng ta phòng được bệnh khá là tốt. Rồi, chức năng thứ hai phải kể đến đó là cái chức năng chuyển hóa. Thì là cái gan của chúng ta nó tham gia vào chuyển hóa rất là nhiều chất, kể đến như là glucid này, lipid này, rồi protein nữa. Thế thì khi cơ thể chúng ta đưa những cái nguồn thức ăn này vào, nó sẽ chuyển hóa và nó điều hòa, đặc biệt nó điều hòa về đường huyết này. Nó sẽ khi mà lượng thức ăn chúng ta đưa vào nó chuyển hóa, nếu như cái lượng glucid, tức là cái lượng đường á, mà nó đủ cho cơ thể chúng ta sử dụng thì nó sẽ điều hòa, nó cung cấp để tạo năng lượng. Còn nếu như dư thừa thì nó sẽ dự trữ lại ở gan dưới một cái dạng, đó là dạng glycogen. Đó, do đó là nó luôn luôn điều chỉnh ở cái mức hạn định. Và cái vai trò chuyển hóa này nó cũng sẽ giúp điều chỉnh chuyển hóa một số cái chất khác như là cái lượng lipid ở trong cơ thể chúng ta, tức là cái kiểm soát cái cholesterol đó mọi người. Cái vai trò này nó thể hiện là gì? Nó có thể là tổng hợp hoặc là sản xuất ra một số những cái lipid cần thiết cho cơ thể, nhưng mà nó lại thoái hóa những cái lipid xấu. Vì vậy là nó giúp là cân bằng và kiểm soát, rồi nó giúp đào thải độc tố. Thì cái việc đào thải độc tố này nè, cái lá gan của chúng ta nó được ví như là cái nhà máy để lọc các cái chất đó mọi người. Khi các bạn từ môi trường nó xâm nhập vào những cái độc tố, những cái bụi bẩn hay là từ thức ăn vân vân, khi mà chúng ta đưa vào á, thì cái gan của chúng ta nó sẽ làm cái vai trò chuyển hóa và đào thải rất là tốt. Rồi một cái chức năng nữa phải kể đến, đó là cái chức năng tiết ra dịch mật. Rồi khi chúng ta đang nói về cái vai trò tiếp theo nữa, đó là vai trò tiết ra dịch mật. Thì cái dịch mật nó được gan chúng ta tiết ra, nó đổ vào cái túi mật và làm cái nhiệm vụ chính, đó là cái tiêu hóa thức ăn. Và ngoài ra thì cái dịch mật này nè, nó cũng là giữ một cái vai trò để điều hòa cái lượng cholesterol ở trong cơ thể chúng ta đó mọi người. Và một cái vai trò nữa đó là nó tham gia vào
tạo ra những cái yếu tố đông máu cho cơ thể chúng ta. À, nó sẽ giúp tạo ra những cái yếu tố đông máu. À, nó điều hòa cái quá trình đông máu trong cơ thể cũng rất là quan trọng. Nhưng mà và cái vậy thì tại sao cái lá gan của chúng ta nó lại làm được nhiều cái việc như thế mà cái vai trò nó lại lớn lao như thế? Bởi vì các bạn biết không, ở trong cái lá gan của chúng ta nó chứa một cái lượng rất là lớn những cái enzyme ha, à, trong đó, và đặc biệt là kể đến một cái chất, đó là chất glutathione. À, cái glutathione này này nó sẽ được sản xuất ra tự nhiên bởi gan của chúng ta. Ngoài ra thì cũng có thể tìm thấy ở trong một số cái loại thức ăn của chúng ta như là từ trái cây rồi rau hay là thịt vân vân. À, tuy nhiên cái lượng mà gan chúng ta tự sản xuất đó thì nó chỉ ở một cái mức độ hạn định nào đó thôi. Hoặc là cái lượng thức ăn hàng ngày chúng ta đưa vào cũng thế, nó cũng chỉ là cung cấp được một cái lượng hạn định nào đó thôi. À, và trong một cái trường hợp nào đó cơ thể chúng ta bị tiếp xúc, bị tác động bởi nhiều những cái yếu tố độc hại, những cái chất độc nó xâm nhập vào á, và nó làm cho cái lượng glutathione này mà nó thiếu hụt đi á, thì bắt đầu là nó có thể là nó sinh ra một số những cái bệnh lý nếu như nó không điều hòa được. Bởi vì cái lượng dự trữ, lượng sản xuất này là chỉ có một cái lượng nhất định nào đó thôi, và nó cũng chỉ trung hòa được một cái lượng nhất định cái độc tố nào đó thôi. Vì vậy thì đôi khi á, chúng ta sẽ phải bổ sung thêm trong những trường hợp cần thiết. À, và nếu như chúng ta không bổ sung kịp thời thì nó có thể dẫn đến một số những cái bệnh lý ở gan. À, vậy thì những cái bệnh lý ở gan này chúng ta có thể nhận biết được thông qua những cái triệu chứng, những cái biểu hiện gì đây? À, đầu tiên thì chúng ta có thể thấy những cái dấu hiệu như là mệt mỏi này, rồi kém ăn này, buồn nôn này, ăn không tiêu này, hoặc là có người thì sốt nhẹ, có người thì không. À, và một cái dấu hiệu nữa cũng rất là rõ ràng, đó là vàng da và vàng mắt. Nếu như chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy cái xuất hiện cái sự vàng da vàng mắt này rất là rõ luôn. À, hoặc là có cái dấu hiệu đau bụng, mà cái dấu hiệu đau bụng này á thì nó sẽ xuất hiện ở cái vùng cạnh sườn phải, ngay cái vùng mà cái lá gan của chúng ta nó khu trú ở trong ổ bụng á mọi người. À, nó đau âm ỉ thôi chứ nó không đau dồn dập và đau dữ dội nha, nó đau âm ỉ âm thầm. Rồi, à, một cái dấu hiệu nữa đó chính là cái nước tiểu nó rất là sậm màu. À, những cái dấu hiệu này chúng ta có thể nhận biết được. Tuy nhiên nó có dễ dàng để chúng ta nhận biết hay không? À, một cái thực tế thì bảy thấy rằng, và kinh nghiệm bản thân bảy cũng đã trải qua một cái lần bị cái xuất hiện cái dấu hiệu về bệnh lý gan rồi, đó là bị siêu vi B. Các bạn biết không, những cái dấu hiệu này nó rất là dễ nhầm lẫn với lại một số những cái bệnh lý khác. À, bảy kể cho cái câu chuyện của bảy bản thân mình đã trải qua nhé. Thế thì cách đây cũng lâu rồi, bảy bị mắc siêu vi B nhưng mà không hề nghĩ đến, bởi vì cái dấu hiệu là cũng mệt mỏi này, rồi kém ăn, ăn thì cứ vào đầy bụng, không tiêu và nôn, buồn nôn. Thì lại nghĩ ngay đến cái việc gì các bạn? Nghĩ ngay đến cái bệnh gì các bạn biết không? À, nghĩ ngay đến cái bệnh đó là dạ dày. Đó, thế là bắt đầu là đi đến bệnh viện khám về cái bệnh dạ dày. Nhưng mà sau khi thăm khám rồi xét nghiệm này nọ, cộng với những cái dấu hiệu lâm sàng thì bác sĩ kết luận là bảy bị siêu vi B mà cái giai đoạn gọi là cấp tính rồi. À, thì lúc đó quay trở lại mới thấy những cái dấu hiệu của mình nó rất là rõ ràng, nhưng mà đôi khi chúng ta không để ý và chúng ta đã bỏ qua và bị nhầm lẫn với những cái bệnh lý khác đó. Vì vậy thì chúng ta lưu ý về cái vấn đề này ha. Vậy thì chúng ta làm gì để chúng ta nhận biết sớm những cái dấu hiệu của bệnh gan này? À, bằng cách đó là chúng ta nên lắng nghe cơ thể chúng ta, lưu tâm đến một số những cái triệu chứng này và đi thăm khám càng sớm càng tốt. Hoặc là lời khuyên của tất cả những cái bác sĩ hoặc là dược sĩ chúng tôi thì đều khuyên các bạn là nên định kỳ 6 tháng một lần đi kiểm tra sức khỏe tổng quát một lần, đúng không nào? Thì lúc đó chúng ta sẽ có những cái phát hiện sớm để chúng ta chẩn đoán và điều trị kịp thời, thì lúc đó nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong cái quá trình điều trị. À, ngoài cái việc mà chúng ta nhận biết bằng những cái triệu chứng dấu hiệu lâm sàng này á, thì chúng ta có thể dùng những cái biện pháp mà chẩn đoán chuyên sâu hơn, ví dụ như là xét nghiệm men gan nè, rồi siêu âm hay là chụp CT gan vân vân chẳng hạn như thế, để chúng ta chẩn đoán, chúng ta xác định chính xác nhất những cái vấn đề ở gan của chúng ta. Thì cái việc này chúng ta sẽ đi đến các cái bệnh viện để chúng ta sẽ được các cái bác sĩ người ta chẩn đoán, đúng không? Rồi. Và vậy thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp nào để chúng ta bảo vệ cái lá gan của chúng ta khỏe mạnh hay không đây?
À thì sau đây à, sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái biện pháp mà chúng ta có thể chủ động ha, hàng ngày chúng ta chủ động chúng ta phòng tránh như sau. Đầu tiên đó chính là chúng ta tránh xa cái việc tiếp xúc với lại những cái độc tố môi trường hoặc là khói bụi. Hiện nay các bạn khi mà các bạn hít đi ra ngoài đường hít phải cái khói khói xăng xe thôi đó, thì ở trong đó nó đã chứa một cái lượng gọi là kim loại nặng, đó là chì ở trong đó rồi đó. Đó, do đó là chúng ta làm những cái biện pháp che chắn bảo vệ như thế nào để chúng ta hạn chế tối đa nhất có thể cái việc chúng ta tiếp xúc với lại những cái độc tố này. À, biện pháp thứ hai nữa đó là chúng ta nên lựa chọn cái thực phẩm sạch. Bằng cách đó là gì? Chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm có cái nguồn gốc rõ ràng nè, rồi đảm bảo về vệ sinh và không chứa những cái chất độc hại đó. Thế thì hiện nay các bạn thấy rằng là trong thực tế cái nguồn thức ăn của chúng ta hàng ngày chúng ta ăn vào thì nó có những cái cơ sở nuôi trồng mà người ta đã bỏ vào đó quá nhiều những cái chất độc hại, những cái gọi là gì, chất bảo vệ thực vật chẳng hạn, vân vân, hoặc là chất bảo quản nữa đó, thì nó rất là độc hại. Do đó là chúng ta nên lựa chọn những cái sản phẩm có cái nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh thì tốt nhất. Và biện pháp thứ ba nữa đó là nên có một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng và hợp lý. Vậy thì cái chế độ dinh dưỡng như thế nào để cho nó cân bằng hợp lý, thì sau đây bảy gợi ý một số những cái vấn đề cụ thể như sau, biện pháp cụ thể như sau nhé. Đặc biệt là đối với các cái anh thì cái vấn đề mà uống rượu bia hiện nay các cái anh nhiều hơn các chị đúng không nào? Đó thì cái việc mà thường xuyên tiếp xúc với rượu bia cũng là một trong những cái tác nhân mà nó tác động rất lớn lên cái tế bào gan của chúng ta. Nó phải làm việc rất nhiều để nó chuyển hóa cái rượu bia, cái lượng cồn này để thành những cái chất không độc hại để nó đào thải ra ngoài. Do đó chúng ta hạn chế tối đa việc cái đồ uống có cồn. Rồi tập thể dục đều đặn mỗi ngày, thường xuyên. Đấy, sẽ giúp cho cơ thể chúng ta lưu thông máu huyết này, oxy nó vận chuyển tốt ở trong cơ thể này. Rồi gì nữa, nó tập thể dục đều đặn mỗi ngày cũng là một cách để giúp chúng ta tăng cái sức đề kháng của cơ thể. Rất là tốt, và rất nhiều những cái lợi ích khác nữa cho cơ thể chúng ta. Và một cái điều nữa mà chúng ta cũng không quên đó là nên duy trì một cái cân nặng hợp lý. Bởi vì các bạn nghe đến cái cân nặng thì các bạn cũng đều có thể mường tượng đến một cái vấn đề, đó chính là cái việc thừa cân và béo phì đúng không nào? Là cái thừa cái lượng mỡ trong cơ thể chúng ta đó. Đó, thì khi mà thừa cái lượng mỡ như vậy á, thì nó sẽ lâu ngày nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng mà chúng ta hay nhắc đến, đó là cái mỡ ở gan, đúng không? Và mỡ ở gan thì lâu ngày nếu chúng ta không loại bỏ thì lâu dần nó sẽ dẫn đến viêm gan và xơ gan. Đấy, do đó là chúng ta lưu ý về cân nặng. Và một cái biện pháp chúng ta cũng có thể thực hiện thường xuyên mỗi ngày đó là rửa tay bằng xà phòng nha mọi người. Bởi vì là cái biện pháp này là để chúng ta ngăn chặn cái việc xâm nhập của vi khuẩn, virus hoặc là siêu vi, nó xâm nhập vào cơ thể chúng ta, nó gây ra bệnh. Đặc biệt ở gan thì có cái bệnh siêu vi B, siêu vi C này, siêu vi A này, vân vân, phải không? Đấy là nó sẽ lây qua những cái đường ăn uống và cái đường tiếp xúc hàng ngày của chúng ta đó. Rồi, tiếp nữa đó là gì? Không nên dùng chung các cái vật dụng vệ sinh cá nhân hàng ngày, đặc biệt trong những trường hợp nếu mà nó có cái hiện tượng đó là mà chảy máu đó các bạn, mà cái dụng cụ vệ sinh đó mà người khác sử dụng vào đó, thì có thể dẫn đến cái việc đó là nhiễm những cái bệnh lây truyền qua đường máu, như là về gan thì có siêu vi B, siêu vi C, nó lây qua đường máu chúng ta. Đó đó là một số những cái lưu ý chúng ta có thể vận dụng được ngay và luôn, phải không nào? Rồi biện pháp thứ tư nữa đó là dùng những cái sản phẩm hỗ trợ khi cần thiết. Thì cái việc dùng cái sản phẩm hỗ trợ này á, mà cái việc đầu tiên mà chúng ta có thể làm ngay và luôn được đó chính là định kỳ chúng ta thanh lọc cơ thể. Đấy cũng là một trong những cái biện pháp để chúng ta thanh lọc gan. Và khi cơ thể chúng ta báo hiệu chúng ta thiếu cái lượng những cái dưỡng chất để nó giải độc cho gan thì chúng ta sẽ phải cung cấp ngay. Bởi vì là như hồi nãy mình có nhắc đến một cái yếu tố ở gan đó là glutathione, thì cái lượng mà gan nó tự sản xuất ra nó có một cái lượng nhất định thôi. Khi mà cơ thể chúng ta không đủ thì cần phải cung cấp từ bên ngoài vào bằng những cái sản phẩm hỗ trợ đó. Vậy thì ở đây cái sản phẩm hỗ trợ mà chúng ta có thể nói đến đầu tiên đó là từ cái nguồn thực phẩm mà chúng ta đưa vào nhé.
À, nguồn thực phẩm chúng ta ở đây có thể giới thiệu với các anh chị các bạn ở đây một số những cái thức ăn mà nó rất là tốt cho gan ở đây. À, ví dụ như là rất là quen thuộc nè, trứng nè, bơ nè, trái bơ ha, rồi rau cải xanh này, rồi cá mà có chứa nhiều omega 3 vân vân, những cái thực phẩm này rất là tốt cho cái lá gan của chúng ta. À, rồi ngoài ra có những cái thực phẩm mà nó người ta đã nghiên cứu thấy rằng là có chứa nhiều cái lượng đó là glutathione đồng thời cùng với cái lượng vitamin C luôn. À, thế thì ở đây các bạn thấy những cái thực phẩm này nó cũng khá quen thuộc với chúng ta đúng không? Nào táo, nào lê, nào súp lơ xanh vân vân, cà rốt hay cam gì đó vân vân. Thì những cái thực phẩm này nó được chứng minh rằng là vừa giàu glutathione lại còn vừa giàu vitamin C nữa. Và tại sao ở đây chúng ta lại đề cập đến một cái vấn đề đó là hai cái hợp chất này đi cùng với nhau thì nó có giúp ích gì vậy cho cái lá gan của chúng ta vậy? À, thì ở đây có một cái điều mà muốn chia sẻ với mọi người đó là gì? Cái vitamin C bản thân một mình nó cũng đã có cái khả năng đó là chống oxy hóa và chống lão hóa tế bào, cũng giống như glutathione nó cũng sẽ giúp giải độc tế bào rồi chống oxy hóa vân vân. À, vậy thì đi cùng với vitamin C nó sẽ giúp cho cái tăng cái mức cái glutathione lên bằng cách là nó tấn công cái gốc tự do. Thay vì một mình glutathione nó làm cái việc đó thì bây giờ có vitamin C hỗ trợ để nó tấn công những gốc tự do đó rồi. Và hơn nữa thì cái vitamin C này này nó còn giúp cho chúng ta tái xử lý cái glutathione bằng cách là nó chuyển đổi cái glutathione đã bị oxy hóa trở lại cái trạng thái bình thường và nó tiếp tục nó hoạt động. Đấy, do đó là chúng ta thấy rằng là hai cái hoạt chất này mà nó đi cùng với nhau được xem như là một cái đôi bạn song hành rất là hữu ích trong cái quá trình hoạt động của nó. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể bổ sung thêm một số những cái thực phẩm mà gọi là cao cấp hơn nữa, ví dụ như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn. Thì cái đông trùng hạ thảo này nè, nó đã được rất là nhiều những cái nghiên cứu chứng minh rằng là nó có cái tác dụng rất là tốt để bảo vệ cái tế bào gan. Hoặc là một cái chiết xuất từ cây kế sữa thì cái chiết xuất này thì nó lại làm tăng cái mức glutathione ở trong máu, ở trong cơ thể chúng ta, ở trong gan ta lên. Đó. Thì đấy là cái phần chia sẻ của bạn ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Và sau đây xin trả lại mic cho MC xinh đẹp Mimi nha. Xin cảm ơn mọi người. Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của dược sĩ Bảy nha. Mọi người thấy có bổ ích không ạ? Nếu mà thấy bổ ích thì hãy thả bông, thả tim, hãy gửi lời cảm ơn đến thạc sĩ dược sĩ Bảy giúp mi đi ạ. À, cả nhà còn đó không ạ? Và cả ơi, đừng quên ha. Mình đã con số thiên thần 111 rồi. 111 anh chị em đã có trong Zoom ngày hôm nay rồi. Mọi người hãy tiếp tục giúp mi là gửi link Zoom này cho đến đồng đội ha. Và hot để gửi cái xe mini game điền form quay số trúng thưởng ở trên rồi. Mọi người chú ý là sẽ điền thông tin đầy đủ vào giúp My ha. Và với cái quay số như này á, hình thức là cuối chương trình phải có anh chị để mà xác nhận thông tin mới được nha, nên mọi người chú ý là ngồi yên đó, đừng đi, đừng rời khỏi vị trí này là mọi người nha. Rồi ok, một lần nữa thì cảm ơn dược sĩ Bảy rất là nhiều ạ. Và trong cái câu chuyện chia sẻ của dược sĩ Bảy về kiến thức nãy giờ về gan á, mọi người có để ý một cái thành phần mà dược sĩ hay nhắc đi nhắc lại đó là thành phần gì mọi người? Mọi người có thể comment lên khung chat giúp My không ạ? Một thành phần mà gan có tổng hợp ra nhưng mà ít mình còn phải sử dụng thêm sản phẩm hỗ trợ giúp giúp cơ thể thải độc nữa. Mọi người có thể comment hoặc để xem được bao nhiêu anh chị có để ý thông tin mà dược sĩ Bảy chia sẻ. Chị Linh nè, glutathione nè, chị Vi glutathione này, vâng đúng rồi đó, đó chính là thành phần glutathione. Và khi nhắc đến thành phần này, khi nhắc đến thành phần này, mình sẽ nhớ ngay đến sản phẩm nào trên kệ của Robby. Anh chị em ơi, khi nhắc đến glutathione, mọi người sẽ nghĩ ngay đến sản phẩm nào trên kệ Robby. Mọi người thấy comment giúp mi tên sản phẩm đó không ạ? Để xem được bao nhiêu anh chị biết về cái sản phẩm này đang chị Hân nha, Nulocy Brain nè. Rồi, còn ai biết nữa không ạ? Còn sản phẩm nha, Reliquacy nè. Rồi, vâng, chứng tỏ là anh chị em rất là am hiểu và gọi là những fan cứng fan mềm của B2B Phú Thái không ạ? Đúng rồi, đó chính là hai sản phẩm đình đám hot hit trên kệ Robby, đó là Nulocy Gray và Release Gray ha. Và hôm nay để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những USP của những sản phẩm này thì xin phép là xin phép được mời chuyên gia đến từ phía BDV Phú Thái, đó là chuyên gia
anh Nguyễn Hồng Vũ ha, với 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, sẽ chia sẻ cho chúng ta nắm được các GBB sản phẩm và cũng như là công dụng đào thải độc tố từ gan tuyệt vời từ dòng sản phẩm này mọi người ha. Hãy thể tim thả bông để welcome anh Vũ giúp mi cả nhà ơi. Hãy thể tim thả bông đi ạ. À, chưa đủ nóng thì hot form spotlight anh Vũ lên giúp mi nha. À, mọi người ơi, chào mừng đi ạ. À, tim bông đâu hết rồi ạ. Mi đã thấy tim quá trời từ anh Thắng rồi. Còn lại các anh chị khác thì sao? Rồi, mi nghĩ là đã đủ nóng rồi. Xin phép nhờ hot spotlight anh Vũ lên giúp mi ạ. À. À, lần đầu tiên cho Vũ xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị có mặt trong buổi hôm nay. À, Vũ xin giới thiệu là Vũ tên là Nguyễn Hồng Vũ hay là chuyên gia bên thực phẩm chức năng và mỹ phẩm hơn 14 năm, 17 năm chứ. Và năm sau mình sẽ 45. Nhưng mà người thấy là mình vẫn giữ được cái vẻ trẻ trung rất là tốt, đó là nhờ dùng cái Nulose Spray và Relis YC của Phú Thái mọi người, bởi vì cái glutathione nó kết hợp với C là một cái dạng có thể giúp cho chúng ta là giữ được cái sự trẻ trung rất lâu và làm sạch những cái độc tố trong gan như hồi nãy là dược sĩ Bảy đã chia sẻ đúng không ạ? Và xin được phép cho buổi chia sẻ về cái sản phẩm mà chúng ta sẽ nói trong buổi hôm nay. Thì Vũ sẽ giới thiệu chính về cái sản phẩm gọi là Relis YC trước nha mọi người. Và sau đó là chúng ta sẽ đi nhẹ về cái Nulose Spray mà trước đây chúng ta đã biết rồi. Thì đây là một cái dạng sản phẩm vô cùng đặc biệt bởi vì nó là một cái sự kết hợp gọi là tập trung giữa glutathione, một cái dạng sinh khả dụng, và cái vitamin C. À, cái glutathione nó có rất là nhiều cái dạng nha mọi người, nhưng mà nó chia làm hai, là một là cái dạng sinh khả dụng nó gọi là L-glutathione reduced, và một cái dạng nữa thường hay gặp trên thị trường là một cái dạng nó không có tính khả dụng, là nó sẽ không có hoạt động khi mà nó đi vào trong cơ thể chúng ta. À, và tại vì sao cái RIT-YC này nó đặc biệt, thứ nhất là nó được sản xuất bởi một cái công ty gọi là Relief Healthcare UK và được chuyển giao công nghệ tại Ấn Độ, là một trong những cái quốc gia gọi là gia công về, gọi là sản xuất về dược hàng đầu thế giới. Và những cái nhà máy của họ đều đạt những cái tiêu chuẩn có thể là lưu hành thuốc trên toàn thế giới. Và hầu như tất cả các tập đoàn dược phẩm ở trên thế giới đều gọi là chuyển giao công nghệ tại Ấn Độ. Và nó thuộc là cái công ty Relief Healthcare, là cái công ty cũng của cái sản phẩm Nulose Spray và được phân phối độc quyền tại Phú Thái. Thì cái sản phẩm này vì sao nó đặc biệt? Thứ nhất là nó là một cái dạng viên sủi mọi người. Thì viên sủi tại sao nó đặc biệt? Nó hấp thụ rất là nhanh. À, nhưng mà cái thông thường chúng ta hay thấy là nếu chúng ta nhức đầu, chúng ta uống gọi là cái viên nén dạng nhức đầu, chúng ta thấy là nó lâu hết đúng không ạ? Nhưng chúng ta uống một cái viên sủi thì cảm giác nhức đầu rất là nhanh, vì sủi nó sẽ hấp thụ cực kỳ nhanh hơn so với dạng viên viên nén thông thường. Thì cái Nulose Spray là cái dạng sạch rồi, thì Relis YC là một cái dạng viên sủi rất đặc biệt. Và khi mà chúng ta pha ra dạng viên sủi, nó sẽ có cái nồng độ pH là tầm 4.5. À, và với cái thành phần ở trong cái viên sủi, nó có những hoạt chất giúp cho cái sự hấp thu rất là tốt khi mà nó đi vào trong bao tử và nó hấp được hấp thụ, và nó giảm cái sự thiệt hại bởi cái dịch bị axit dạ dày, và nó cho một cái hiệu quả cực kỳ là tốt, tập trung vào những cái vấn đề gọi là tăng sắc tố, hoặc là rối loạn sắc tố, hoặc là những tình trạng thâm sạm nám sau mụn, sau những cái gọi là cái điều trị, hoặc là sau khi uống thuốc điều trị bệnh, hay là những giải pháp điều trị về da liễu, nó cực kỳ tốt. Và tại sao nó lại làm điều đó? Bởi vì nó là một cái công thức rất là đặc biệt theo tỷ lệ 2:1, kết hợp với những cái thành phần phụ trợ, những cái hoạt tính ở trong cái viên sủi này, với tỷ lệ là 500 mg glutathione 1000 mg vitamin C, nó sẽ hỗ trợ cho nhau tăng một cái sự tương tác gọi là hiệp đồng, có nghĩa là sao? Hỗ trợ và cùng hiệp sức với nhau để đem đến cái hiệu quả gọi là tối ưu, nghĩa là cấp số nó lên nhân là cấp số nhân nha mọi người. Và cái vitamin C nó bao bọc cái glutathione lại, và cả hai cùng làm cái nhiệm vụ làm trắng sáng da cho cơ thể chúng ta. Và nó làm thanh lọc những cái độc tố ở trong gan, nơi mà cái lá gan của chúng ta cần có một cái chất để nó thanh lọc độc tố. Vì glutathione được sản sinh tại gan, nhưng mà do là chúng ta sử dụng cái lá gan chúng ta quá lâu rồi đúng không ạ? Mấy chục năm rồi. Thì nó sẽ bị lão hóa dần, nó sẽ bị giảm cái tốc độ sản sinh. Cái glutathione làm cho cái gan của chúng ta nó càng ngày nó càng bị yếu đi. Và cái chuyện mà chúng ta bổ sung cái glutathione bằng cái dạng bổ sung bên ngoài là một cái giải pháp khoa học và rất an toàn. Thêm nữa là với một cái công thức đặc biệt thì nó lại đem được cái hiệu quả sinh khả dụng rất là cao nha mọi người. Rất là cao luôn. Có thể lên tới tầm 70%. Đó.
70% là một cái hiệu quả rất rất là cao rồi. Vì thông thường những dạng đường uống mà dạng viên viên nén khác hoặc là nó không có một cái công thức đặc biệt thì nó chỉ hấp thụ tầm được gọi là 10 đến 20% rồi, cái này được tới 70%. Đó là cái dạng viên sủi Relic YC, mọi người. Relic có nghĩa là gì? Chữ re y ban đầu nghĩa là renew, là mới lại. Listen có nghĩa là fix, nghĩa là làm mới lại cái làn da, nó tỏa sáng, là ý nghĩa của cái chữ Relic YC này. Và chúng ta còn có một cái sản phẩm rất là quen thuộc luôn, đó chính là Neuroceramide, đúng không ạ? À, tại sao lại có cái sản phẩm Neuroceramide này? Thực sự Neuroceramide là một cái công nghệ vô cùng tiên tiến và hiện đại luôn. Nếu như Relic YC tập trung vào cái việc gọi là điều trị tăng sắc tố, làm sáng da hoặc là điều trị những vấn đề về gan, nhưng mà những cái người đó họ không có những cái bệnh lý gọi là mãn tính, hoặc là không có đang điều trị những cái bệnh lý liên quan tới thận hoặc là những cái bệnh hiểm nghèo, thì nó rất hiệu quả. Nhưng riêng với những trường hợp mà những cái loại bệnh như vậy thì chúng ta sử dụng cái Relic YC, Neuroceramide, thì nó sẽ an toàn hơn và nó tinh khiết hơn, bởi vì nó đi thẩm thấu vào cái ma mạch dưới lưỡi, nó đi thẳng vào trong máu và cái cơ chế của nó dịu nhẹ hơn, nó an toàn hơn cho những cái người mà đang điều trị những cái bệnh lý hiểm nghèo liên quan tới thận, hoặc là những cái bệnh ung thư, hoặc là những cái bệnh mà người ta đã phải sử dụng những cái giải pháp trị liệu nó khá nhiều. À, thì họ sử dụng cái Neuroceramide này thì nó sẽ hiệu quả và an toàn hơn, và nó hấp thụ cũng cực kỳ nhanh luôn. Nhưng cái sản phẩm này nó là một cái sự toàn vẹn, cho nên về cái vấn đề tập trung trong cái chuyện làm trắng sáng da thì nó có thể là chậm hơn so với là so với là Relic YC, vì Relic YC tập trung đúng vào vấn đề làm trắng sáng. Và cái sản phẩm này nó cũng là một sự kết hợp giữa có nghĩa là glutathione cộng vitamin C, nhưng mà nó là một dạng nano, có nghĩa là cái phân tử nó được làm nhỏ đi hàng triệu lần đó mà, cho nên nó mới thể ngấm vào mà đi lưỡi, đi thẳng vào trong máu được. Đó. Cho nên có thể chúng ta thấy một cái liều nó là khá thấp, đúng không ạ? Cái liều nó chỉ có 50 mg cho 1 ml, nhưng mà đó là cái liều của cái dạng nano. Thông thường là dạng nano nó chỉ ở tầm cái liều là 50 mg cho 1 ml, hoặc là gấp đôi lên là 100 mg, bởi vì nó là cực cực kỳ nhỏ. Chúng ta nhìn thấy nó 50, nhưng mà nếu tính ra cái phân tử nó sẽ, nếu mà tính được cái phân tử mà chúng ta chuyển hóa thành nó đó, thì nó có thể tương đương gấp 10 lần những cái gì mà nó làm nhỏ lại, và hiệu quả nó đi thẳng vào trong máu của chúng ta. Đó là cái dạng gọi là Neuroceramide. Và cái dạng này thì chúng ta sử dụng với mọi người, nó khá đặc biệt là chúng ta phải xịt nó vào dưới lưỡi nha mọi người. Trước khi xịt chúng ta phải là nuốt sạch nước miếng nè, ngồi thẳng lưng, xịt ở ma mạch dưới lưỡi, xong chúng ta phải ngậm nó trong vòng 60 giây, sau đó chúng ta mới nuốt. Thì có nhiều anh chị là nhiều khi chúng ta quên, chúng ta xịt giống như là xịt thơm miệng chẳng hạn, hay chúng ta xịt xong cho nuốt liền, thì nó lại trở thành cái dạng uống thông thường, cho nên là nó sẽ gọi là chúng ta thấy là cái tác dụng nó chậm hơn. Đó, đó là hai cái sản phẩm rất đặc biệt ở Phú Thái, và phải nói là độc quyền ở trên thị trường về cái dạng sử dụng cũng như là về cái hiệu quả của cái sản phẩm đem lại. Xin cảm ơn mọi người. Xin nhường mic lại cho MC ạ. Vâng, cảm ơn anh Vũ rất là nhiều ạ. Mọi người nghe những chia sẻ là mới thấy có nhiều anh chị rất là tập trung ghi chép chép nha, mà không biết là có ghi đầy đủ không, có bỏ sót là chi tiết nào không đó nha. Yêu cầu. Nhớ ghi là ghi cho đủ Chưa? nha anh chị nha. Rồi, lần lần nữa xin là mọi người hãy thẻ bông thẻ tim, hãy gửi lời cảm ơn đến chuyên gia Hồng Vũ giúp mi nha. À, hai cái sản phẩm này nghe mọi người có muốn trải nghiệm không mọi người? Khi mà nhắc anh Vũ nhắc đến cái chi tiết á, khi mà mọi người nhức đầu đau đầu thì mọi người hay có thói quen là mua sủi đúng không, thì có tác dụng ngay và luôn đúng không, thì tự nhiên là My cũng mong muốn, à tự nhiên mình cũng muốn thử, lúc đó tự nhiên mình cảm thấy mình thèm sủi mọi người, không biết là mọi người thấy thèm sủi không, tự nhiên nghe lúc anh Vũ nhắc là tự nhiên cái mình thấy thèm sủi luôn. À rồi, ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Rồi, à, thì tiếp theo chương trình thì mọi người ơi, mọi người nhớ là đừng có quên giúp My là điền thông tin vào form nha, và mời đồng đội vào Zoom để mà cùng có cơ hội ha. Hiện tại có 122 anh chị rồi, mọi người hãy tiếp tục gửi link này cho đồng đội, càng về sau sẽ có nhiều điều đó hấp dẫn, và càng về sau cái bí mật khủng khiếp này My sẽ bật mí sau ạ. My sẽ bật mí cái bí mật một lát nữa nha, nên là mọi người hãy gửi thông tin, hãy gửi link cho đồng đội ha. Và hôm nay thì My sẽ cũng có một cái câu chuyện rất là đặc biệt từ một khách mời cũng rất là đặc biệt, đó là một chị gái có 2 sao mà lúc đầu My đã nhắc về ở trên đầu chương trình rồi, thì chị ấy cũng sẽ chia sẻ một cái câu chuyện về lá gan của chị mọi người. Mọi người có muốn lắng nghe không ạ? À? Nếu muốn lắng nghe thì hãy comment muốn lên khung chat đi ạ. À. Bao nhiêu anh chị muốn nghe câu chuyện này thì hãy comment muốn lên khung chat đi ạ. À.
Bao nhiêu anh chị muốn nghe ạ? Những anh chị ơi còn là ở mình còn ở trong Zoom không ạ? Nếu mà mong muốn thì hãy comment muốn lên khung chat thì My sẽ mời chị ấy ha. My sẽ bắt cóc chị ấy á, My sẽ bắt cóc chị ấy từ quê hương xứ sở của chị ấy để mời vào thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ câu chuyện cho mọi người nha. Rồi xin phép sẽ mời chị có hai sao Mai Thanh nha. Rồi nhờ hot spotlight chị Thanh lên giúp My ạ. Mai Thanh xin được gửi lời chào tới bác sĩ giáo sư Trần Anh Vũ. Xin được gửi lời chào tất cả anh chị em trong Zoom. Xin cảm ơn lời giới thiệu của MC Mimi. Cả nhà có nghe rõ âm thanh của Mai Thanh không ạ? Giúp Mai Thanh comment số 1 được không ạ? Nghe rõ chị Ok, ơi. cảm ơn em. Thực sự là ngày hôm nay lại có một cái cơ hội để chia sẻ trong cái Zoom của Phú Thái. Có được Mai Thanh như ngày hôm nay là thực sự là rất là biết ơn, rất là cảm ơn nhà cung cấp Phú Thái. Và cũng thông qua buổi Zoom này, Mai Thanh xin được lời tri ân sâu sắc tới nhà cung cấp Phú Thái trong một năm qua đã giúp Mai Thanh cải thiện được về sức khỏe và một cái làn da của mình rất là tốt. Mai Thanh xin được giới thiệu về mình, họ tên đầy đủ là Đoàn Mai Thanh. Năm nay Mai Thanh thì 42 tuổi, hiện thì đang sinh sống ở tại Bình Dương. Mai Thanh đến với lại Dolopi thì cũng có một cái cơ duyên rất là may mắn, lại có trên kệ của Dolopi đó là một sản phẩm New Glow C-Face. Đây là một dòng sản phẩm mà thực sự là Mai Thanh rất là tâm đắc khi mà Mai Thanh tìm hiểu cái thành phần có vitamin C và glutathione, đó là hai thành phần mà Mai Thanh rất là mê về cái sản phẩm này. Mai Thanh có một cái tiền sử, đó là tiền sử cắt lách cách đây 11 năm, và sau khi cắt lách thì cái lá gan của Mai Thanh nó phải hoạt động thay thay cái lá lách, tại vì lá lách của Mai Thanh là cắt, xin được chia sẻ với tất cả anh chị em là được cắt toàn bộ, nên là cái hệ bài tiết các chất cặn bã rất là kém, và cái gan của Mai Thanh là phải hoạt động thay cho lá lách của mình. Chính vì vậy mà da của Mai Thanh nhìn cách đây khoảng 2 năm về trước, khi chưa sử dụng sản phẩm New Glow của Phú Thái, thì cái da của Mai Thanh rất là đen sạm và thậm chí là rất là khô. Các bạn nhìn thấy các bạn mà chọc Mai Thanh là giống như là già hơn bây giờ tới 5 6 tuổi, thực sự là như thế. Còn da Mai Thanh rất là đen, tại vì là cái gan của mình nó không thể là chức năng chính để mà thay cho cái lá lách của mình được, nên là chỉ hoạt động bao nhiêu phần trăm. Và trong một năm qua thì khi mà Phú Thái ra đời sản phẩm New Glow C-Face, Mai Thanh đã dùng liên tiếp, và tới bây giờ là Mai Thanh đã dùng hết là 8 chai, đang dùng chai thứ 8, và thực sự là đã thấy là mình cải thiện được rất là nhiều về sức khỏe, đặc biệt là hỗ trợ cho cái thành phần là lá gan của Mai Thanh được thải độc và bài tiết các chất cặn bã. Thực sự là mình cảm nhận là rõ rệt luôn, rất là rõ rệt, và thậm chí là có những cái chuyến đi xa từ từ Nam ra Bắc, trong một cái mùa Covid thì Mai Thanh không có sử dụng được là ăn uống trên dọc đường và chỉ có dùng New Glow C-Face, nên là lúc đó thực sự là rất là tỉnh táo để có một cái hành trình vượt 2.000 cây số từ đây ra Bắc, nên thực sự là Mai Thanh rất là tâm đắc cái sản phẩm New Glow C-Face. Và một cái điều mà Mai Thanh rất là yêu là đã giúp cho Mai Thanh vừa những cải thiện được về sức khỏe, đào thải được các chất độc tố ở trong gan, mà còn giúp cho cái làn da của Mai Thanh nó được cải thiện, trắng sáng lên rất là nhiều. Mình theo dõi là nếu như mà làm đẹp mà chỉ có làm đẹp được khuôn mặt của mình, nhưng mà các ví dụ da cơ thể hay chân tay mình mà không sáng ra được thì nó sẽ nhìn thấy rất là khó nhìn. Chính vậy mà khi mà cái sản phẩm New Glow C-Face được xịt ở dưới lưỡi và thẩm thấu ở dưới ma mạch lưỡi, thực sự là Mai Thành cũng rất là thích cái cách sử dụng của cái sản phẩm này, rất là tiện lợi, và khi đi đâu thì Mai Thanh cũng có thể đem được, và luôn ghi nhớ rằng là mỗi một ngày thì Mai Thanh thường là xịt xịt 3 lần, và thời gian đầu thì Mai Thanh xịt 1 lần là 5 phăm, và bây giờ liều điều trị thì Mai Thanh xịt ngày 3 lần, là mỗi lần là 3 phăm. Mình cảm thấy là sức khỏe mình được cải thiện tốt, và cái lá gan của mình, đặc biệt là lá gan của mình, nó thải độc được, giúp cho cái gan của mình nó ngày một khỏe hơn, là khỏe hơn. Và một cái điều mà Mai Thanh rất là biết ơn nhà cung cấp là cái sức khỏe của Mai Thanh bây giờ được cải thiện rất là rõ rệt luôn. Cách đây khoảng 2 năm khi mà chưa biết tới sản phẩm New Glow C-Face, Mai Thanh cũng tìm tới nhiều sản phẩm khác để hỗ trợ đào thải cho chức năng gan của mình. Thế nhưng mà cái da của mình nó vẫn không được sáng như khi dùng New Glow C-Face, nên thực sự là khi sử dụng cái sản phẩm này thì rất là vui, rất là vui, và tất cả những cái người bạn đồng nghiệp, các thầy cô giáo hay là một số các bạn bè của Mai Thanh trước đây
Bây giờ gặp lại thì mọi người đều nhìn nhận thấy cái sự thay đổi của Mai Thanh và đều hỏi thăm là dùng sản phẩm gì, và Mai Thanh luôn sẵn sàng chia sẻ một dòng sản phẩm của Phú Thái giúp cho Mai Thanh được trẻ hóa và sẽ được có một cái sức khỏe như bây giờ. Mai Thanh xin được kết thúc cái câu chuyện chia sẻ của mình ở đây. Xin được gửi lời cảm ơn và tri ân tới nhà cung cấp Phú Thái. Xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các anh chị em đã lắng nghe bài chia sẻ của Mai Thanh. Cảm ơn MC Mimi. Vâng, cảm ơn chị Mai Thanh rất là nhiều. Các anh chị, thực ra Hoàng là người mà là cảm nhận được nhiều nhất các anh chị. Vì nói thẳng ra trước đây bản thân Hoàng là xây dựng các anh chị. Mà dân xây dựng thì ăn nhậu rất là nhiều. Và nói tới ăn nhậu và nhất là nhậu rượu bia đúng không anh chị? Thì đó là một cái mà gọi là một giai đoạn mà nó là con người ta dùng khá là nhiều. Dân người Việt Nam mình là uống bia, nhậu bia rồi tất cả mọi thứ đều, mà nhất là tiếp khách đúng không anh chị? Và bản thân Hoàng nếu mà nói uống bia các anh chị, nếu một ngày là 7 ngày đúng không ạ? Nhưng có khi tiếp khách và mình nhậu, khi tuần mình nhậu tới 8 ngày các anh chị. Có nghĩa là mình nhậu từ 10 giờ sáng, 10 giờ sáng đã nhậu rồi và quay ngược trở lại là tới tới hôm sau. Và gần như cái ngày nào cũng vậy các anh chị. Và có một giai đoạn Hoàng nhậu khá là nhiều như vậy thì cơ thể mình nó bắt đầu đi xuống, nhất là gan các anh chị nó ảnh hưởng. Và Hoàng nằm 7 ngày ở bệnh viện. Thì như anh chị biết rằng khi mà nằm 7 ngày ở trong bệnh viện thì một điều duy nhất thôi là mong muốn làm sao mình thật sự khỏe để về nhà. Và khi anh chị công nhận không, khi mà chúng ta có cái là mình đang khỏe thì mình không quan tâm tới nó, sao mình phí đúng không, và đôi lúc mình lơ là không chăm sóc. Nhưng tới khi mình bệnh rồi, mình mất nó đi rồi, và thực sự nó nằm trong bệnh viện rồi, mình mới thấy rằng cái sức khỏe mình thực sự nó là quý. Và cái mà mình cần phải làm sao mình phải hiểu được, và làm sao mình phải hiểu được là cái gì để giúp cho mình khỏe và mình hạn chế như thế nào để mình dùng rượu bia. Và như anh chị biết, xây dựng mà nếu mà không có tiếp khách hay gọi là không có các mối quan hệ mà là ngồi với nhau tâm sự nói chuyện uống rượu bia thì gần như là cũng rất là khó có công việc, đúng không anh chị? Nên là bắt đầu khi mà Hoàng ra viện xong là cũng hạn chế anh chị, cái gì mà quan trọng thì mình mới đi thôi. Và bắt đầu mình đi tìm những cái sản phẩm mà nó hỗ trợ cho gan của mình. Và đặc biệt nữa là Hoàng có một giai đoạn tìm hiểu kỹ về lá gan các anh chị. Không phải đơn thuần mà các anh chị biết rằng ông bà mình ngày xưa nói gan lì đâu ạ. Tại sao là gan lì các anh chị đúng không ạ? Tại vì thực ra cái lá gan chúng ta là nó chịu rất nhiều áp lực, đặc biệt là áp lực từ cái đường ruột. Và ông bà mình nói rồi đó, miệng là cứ nghĩa là họa từ miệng ra đúng không ạ? Nhưng mà bệnh từ miệng vào. Thì hiện nay cái ô nhiễm môi trường nè, rồi ô nhiễm độc trong thức ăn nè, rồi các loại rau củ quả hoặc là tất tần tật trong thịt cá gì anh chị cũng đều có các độc tố hết. Vậy thì nó tạo áp lực rất nặng cho cái hệ tiêu hóa. Và khi mà hệ tiêu hóa mình nó rối loạn hay gọi là nó quá tải rồi thì sao, nó lại vừa hấp thu dinh dưỡng mà vừa hấp thu luôn những độc tố vào luôn. Vậy thì nó khi mà nó hấp thu độc tố vào thì lá gan là cái đầu tiên, cửa ngõ đầu tiên giúp cho cơ thể mình thanh lọc. Vậy thì bản thân lá gan nó chịu áp lực cũng rất là lớn các anh chị. Vì bản thân lá gan đó nó chịu gọi là nó có hơn 500 chức năng rồi các anh chị. Đó là cái mà cái công việc mà hàng ngày lá gan phải làm. Và kể cả khi cái thời gian nghỉ các anh chị, đó là cái thời gian nghỉ tốt nhất đó, từ 1 đến 3 giờ cho gan nó bình phục, hay gọi là gan nó tự chăm sóc bản thân mình. Mà nếu mà mình còn thức khuya, mình còn nhậu giờ đó nữa thì là lá gan coi như là cầu cứu đúng không vậy? Gọi là SOS rồi đó. Nhưng mà khi mà mình không cảm nhận được điều đó và mình nghĩ rằng cái gan mình vẫn khỏe. Vì sao nó lì nữa các anh chị? Vì trong cái tế bào gan á, là nó không có thần kinh báo đau. Vậy thì khi nó áp lực hay gọi là nó quá sức, nó cũng không kêu lên. Tới khi nào mới chịu hết nổi là sơ gan thì nó tràn ra và cái thần kinh báo đau nó nằm bên màng bên ngoài của tế bào cái lá gan các anh chị. Thì lúc đó nó mới kích hoạt là mình nó báo mình đau được. Và khi mà nó báo mình đau là coi như là mình xong luôn rồi. Gọi là gần như là tới giờ là cuối rồi. Nên là cái lá gan tới khi mà gọi là nó lì là chỗ đó các anh chị. Khi bản thân nó đau nhưng mà nó vẫn không cảnh báo cho mình biết được. Vậy thì khi cơ thể mình mà nó cảnh báo thì mình mới biết đúng không anh chị? Còn khi không cảnh báo là gần như mình rất là mình không biết và mình chủ quan. Vậy thì bản thân Hoàng đi vào viện mình hiểu được điều đó và mình biết rằng có lá gan rất là quan trọng. Và lá gan các anh chị biết không, nằm gần như trung tâm. Và đặc biệt nó có một vai trò rất độc đáo, đó chính là nó hóa giải các gốc tự do các anh chị. Nó chuyển hóa, nó giúp cho các thức ăn, ví dụ chất béo, này, chất đạm, này, tinh bột này, thành các cái năng lượng cũng như các cái dưỡng chất khác để nuôi cơ thể và giúp cho cơ thể hoạt động. Và nó còn điều phối các acid amin để nó giúp
cho cơ thể của mình thanh lọc và giải độc. Vậy thì bản thân lá gan cũng cần, các chị cần cái dinh dưỡng để nuôi cái tế bào gan, và cũng cần cái các cái vi khoáng hoặc là cái vi sinh, các cái gọi là cái hóa học vi sinh đó các chị, để giúp cho cái lá gan gì từ bản thân lá gan phải được gọi là thải độc, hay gọi là từ lá gan phải chống chọi với là các cái nhân tố, đó chính là các gốc tự do. Vậy thì cái anh chị biết rằng cái Nugolosi trong đó nó có cái thành phần gọi là glutathione với lại vitamin C các anh chị. Thì đặc biệt là cái glutathione, các chị, glutathione là cái chất mà gọi là chống oxy hóa mạnh mẽ nhất. Mạnh mẽ nhất các anh chị nhá, nằm trong top gọi là rất là mạnh về chống oxy hóa, mà chống oxy hóa cấp độ tế bào các anh chị nhá. Cấp độ tế bào. Vì bên trong tế bào nó cũng cần có sự chống oxy hóa, vì nó luôn luôn đấu tranh với lại những cái tác nhân gây hại cho tế bào và gây ảnh hưởng đến cái hệ DNA các anh chị. Khi mà một tế bào nó bị ảnh hưởng hay là bị cái DNA nó bị có trục trặc á, thì nó sẽ nhân ra những tế bào và nó biến dạng hơn, và nó sẽ tạo ra những khối u từ đây các anh chị. Nên là cái tế bào gan mình rất cần cái gì glutathione ở bên trong cái tế bào để nó sao nó khử các gốc tự do, phải là và khử bên trong các gốc tự do bảo vệ cái tế bào của gan. Còn bên ngoài, cái môi trường bên ngoài hay gọi là môi trường nước, cái trong tử phân đó chị, thì vitamin C chính là cái gọi là chống oxy hóa rất là mạnh mẽ. Đấy. Và mỗi một cái đặc tính và mỗi một cái, ví dụ vitamin C hay là glutathione thì nó có một vai trò ở trong một môi trường cụ thể nào đó. Thì như Hoàng đã chia sẻ các chị, đặc biệt là trong tế bào gan thì glutathione đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cái việc gọi là chống oxy hóa hay gọi là hóa giải các gốc tự do các anh chị. Vậy thì khi mình sử dụng cái glutathione đúng cách và giúp cho cái tế bào mình nó khỏe lại, đặc biệt là tế bào gan nó có cái nguyên liệu để vừa là sao nuôi dưỡng cái tế bào của mình, cũng như vừa có nguyên liệu để gì chống chọi lại các cái độc tố, đúng không, và giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh và giúp cho lá gan nó khỏe lên và nó điểm đảm nhận rất là nhiều chức năng, đúng không anh chị? Vậy thì các anh chị khi mà các anh chị dùng một cái gì hoặc ăn một cái gì hoặc các anh chị thức khuya thì nó đều tạo lực cho gan hết các anh chị, nhất là các anh chị dùng những cái chất gọi là có những hóa chất nè hoặc là chất béo nó ảnh hưởng đến gan. Vậy thì các anh chị cần sao mình cần phải dùng những cái thực phẩm hoặc là những cái sản phẩm mà nó hỗ trợ cho lá gan của mình. Thứ nhất đó chính là nó chống chọi lại với là các cái bệnh tật các anh chị. Và thứ hai nữa là nó giúp cho cái tế bào gan của nó gọi là nó nhân ra hay gọi là nó sinh mới ra được khỏe mạnh và cơ thể chúng ta mới được khỏe mạnh. Vâng. Và ở đây với vai trò là chia sẻ về cái sự trải nghiệm của sản phẩm các anh chị thì Hoàng rất là tâm đắc với Phú Thái và cảm ơn Phú Thái đã đem một cái sản phẩm rất là hay Nugolosi để cung cấp cho chúng ta, đó là có một cái cơ hội, có một sự lựa chọn nữa và để dùng và để bảo vệ sức khỏe cho lá gan. Vâng, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và cảm ơn Phú Thái ạ. Vâng, cảm ơn mentor anh Nguyễn Hoàng rất là nhiều ạ. Mọi người thấy những cái chia sẻ rất là bổ ích và thiết thực không ạ? Và thật sự là mọi người khi nghe anh chia sẻ, không biết mấy anh nam trong này mới có đọc comment á, thì có anh Thắng là nó là khen của anh Hoàng là trắng hơn anh Thắng rồi nè. Rồi trong này có anh Lương Trung là em mới sử dụng gần một chai mà hết hiệu quả rồi. Mọi người thấy ông bày tay chứ có cái câu là đàn ông bụng bự thì sang, đúng không? Nhưng mà ngày nay là đàn ông bụng bự thì không sơ gan cũng tiểu đường, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì mấy anh là phải giao tiếp nè. Như anh Hoàng lúc nãy có nhắc đó, thì công việc cũng vì tính chất công việc luôn mọi người. Nói chung là nhiều khi là phải cố gắng. Xin chào bạn ạ. Hiện tại là bạn đang là điều trị những vấn đề về bệnh viêm gan, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta điều trị bệnh viêm gan thì sử dụng cái sản phẩm gọi là có những cái hàm lượng glutathione trong bổ sung thì cực kỳ tốt, bởi vì glutathione là một phần ở trong gan để giúp cho gan chúng ta khỏe mạnh và làm nhiệm vụ là giải độc cho gan. Thì nếu bạn đang điều trị viêm gan và bạn đang sử dụng thuốc điều trị viêm gan thì bạn nhất định phải sử dụng, mà đặc biệt là bạn nên sử dụng cái gọi là Nugolosi nha mọi người, nha bạn. Bởi vì á, khi mà chúng ta đang có những cái bệnh lý thì chúng ta sử dụng những cái dạng mà nó hấp thu gọi là thẳng vào trong máu và đi vào gan, nó sẽ tốt hơn và nó tinh khiết hơn. Còn nếu chúng ta tập trung vào cái vấn đề làm trắng da hoặc là chỉ là thanh lọc độc tố trong gan thông thường như chúng ta là uống rượu bia chẳng hạn, mà chúng ta chưa có những cái bệnh lý nặng mà chúng ta phải dùng thuốc á, thì cái RYC nó rất là hiệu quả. Riêng mà chúng ta đã đi tới tình trạng là viêm mà chúng ta sử dụng thuốc điều trị, đặc biệt là những bệnh lý giống như là thận mà, thì sử dụng cái Nugolosi nó sẽ an toàn và nó hiệu quả hơn cho chúng ta trong giai đoạn chúng ta gọi là điều trị bệnh. Rồi.
dùng sản phẩm nào mà nam và đặc biệt á, Châu chỉ muốn nói một câu một tí xíu thôi ha, là với cái sản phẩm DXYZ á, thì một trong những cái ứng dụng tuyệt vời nhất của DXYZ mà người biết là gì mà là sử dụng cho các anh nam mà thường xuyên hay nhậu nè mọi người đó. Thì với chị em phụ nữ mình á, thì khi mà mua một cái sản phẩm làm sáng da thì các chị phải suy nghĩ rất là nhiều về chuyện là cơm áo gạo tiền, tiền cọc, tiền con, tiền điện, tiền nước các kiểu. Nhưng mà với các anh nam mà thích nhậu á thì chi phí nó không có bao nhiêu cả mọi người. Và một cái bàn nhậu các anh thì bao nhiêu ạ? Thông thường là 5 người, 7 người đúng không ạ? Hoặc 10 người. Thì ok, nhậu xong thì chúng ta chia nhau mỗi người một viên uống để cho không nhức đầu. Ngày mai dậy đi làm tỉnh táo và nó đỡ bị hại gan. Gọi là muốn nhậu khỏe thì phải bảo vệ để có sức nhậu đấy. Thì đó là một cái cách mà gọi là có thể là tiếp cận các anh rất nhanh luôn, và các anh cũng mua rất nhanh. Chỉ cần gọi là 2-3 chầu nhậu thôi là hết cái hộp. Đúng không? Và chúng ta sẽ gọi là tiếp cận được đúng cái đối tượng khách hàng, mục tiêu của chúng ta là những người cần thanh lọc độc tố lá gan một cách gọi là an toàn và hiệu quả, và nó còn giảm cả cái nhức đầu sau khi chúng ta nhậu xong sáng mai rất là khỏe luôn. Là một cái buổi chia sẻ cho mọi người để chúng ta có thể tăng nhân số được. À, xin cảm ơn ạ. Xin nhớ mới là cho MC Vâng, cảm ơn chuyên gia rất là nhiều ạ. À, mình đã rõ chưa anh Hiếu ơi? ạ. À, có thể hướng dẫn sử dụng cụ thể hơn cho em được không ạ? Là anh mới hướng dẫn rồi á anh. Nếu mà có thể thì mình có thể join vào group để mà cụ thể có thể tương tác thông tin trên đó, thì phía bên BDB sẽ hỗ trợ anh rõ ràng cụ thể hơn anh Hiếu ha. Và My có thấy một cái cánh tay giơ lên, đó là chị Hồng Bích. Không biết là chị Bích có phải là chị Bích đang có câu hỏi muốn cần được nhờ giải đáp không ạ? À rồi ok, chị Bích đã gặp đầu rồi, xin phép nhờ chị ha. Mình muốn nhờ chuyên gia là thạc sĩ dược sĩ Trương Thị Bảy hoặc là chuyên gia Hồng Vũ, thì mình có thể sự lựa chọn, nêu ra sự lựa chọn của mình ha. Dạ em xin Vâng chào chào tất cả chị. mọi người ạ. Dạ em xin chào tất cả mọi người ạ. À, không biết mọi người có nghe rõ em nói không ạ? À, em Dạ xin rõ chị được ơi. cảm ơn tất cả mọi người, cũng xin được bổ sung được thêm cái lời em xin nói lúc đầu. À, thì như một triết gia cũng đã nói rằng là nếu không có mặt trời thì hoa sẽ không nở, không có mẹ thì cũng không có thiên tài và cũng không có những nhà thơ. Em là một người đã từng trải qua niềm hạnh phúc là mẹ, thì sau cái niềm hạnh phúc đó thì em cũng phải đổi đánh đánh đổi rất nhiều về cái làn da và sức khỏe của mình. Và em đầu tiên em muốn tri ân tới những người trong nhà cung cấp Phú Thái, bởi vì đã cung cấp cho em và đã giúp cho em lấy lại được cái sức khỏe và cái nhan sắc của mình. Em đã dùng Nivea rồi em đã dùng Qualis rồi em đã dùng Ebosoft rồi em đã dùng dầu gội Phú Bạc rồi em đã dùng bộ dầu gội Ngưu Bàng rồi em đã dùng tất cả những sản phẩm của Phú Thái. Thì khi dùng thì em cảm thấy là những cái ngõ ngách trong con người liên quan tới phụ nữ của em từng ngày nó được sống dậy và em cảm thấy rất là biết ơn. Tuy nhiên em có một câu hỏi cũng muốn nhờ được chuyên gia giải đáp, đó là trong tình cờ em gần đây em có nghe một cái video của một vị bác sĩ có nói là có 3 thành phần luôn ạ. Là một cái là glutathione, hai là vitamin C và một cái thành phần thứ ba nữa là L-cysteine. Thì 3 cái thành phần này em có nghe, em cũng không có chuyên môn nên em cũng muốn hỏi là 3 cái thành phần này là một cái bộ ba để trong quá trình điều trị nám và sáng da như vậy, thì trong cái sản phẩm của mình đó thì có glutathione, có vitamin C rồi, vậy thì khi mình dùng như vậy thì đối với những người như em thì có cần thiết phải bổ sung thêm cái thành phần thứ ba là L-cysteine nữa hay không ạ? Và nếu như câu hỏi của em mà nó cũng hơi ngớ ngẩn rồi thì cũng mong cả nhà thông cảm cho em, tại vì em cũng đang trong quá trình học hỏi á, cho nên là em cũng rất là biết ơn Phú Thái và em cũng muốn cập nhật thêm ạ. Em xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Câu hỏi này xin phép để nhờ chuyên gia Hồng Vũ tiếp tục giải đáp giúp mi ạ. À, xin chào mọi người ạ và xin chào bạn. Thì thực sự là glutathione là gì? Glutathione là một cái sự tổng hợp của 3 cái đơn chất, thì trong cái đơn chất đó có một cái thành phần là lecithin. À, cho nên là nếu mà bạn đã sử dụng cái sản phẩm của Phú Thái rồi thì chúng ta không không cần phải thêm cái lecithin nữa. Bởi vì tại sao người ta bán lecithin ạ? Vì lecithin nó chỉ là một nhánh của glutathione, và cái chi phí nó gọi là nó rất là mềm và nó thông dụng. À, nhưng mà cái lecithin thực sự nó là một cái dạng là tăng cái sự tổng hợp thôi, và nó chủ yếu là dùng cho dạng như là tóc hay móng các kiểu, thì người ta hay sử dụng hay là làm giảm cái tình trạng gọi là thâm do mụn. Còn về vấn đề gọi là về nám da đó thì nó sẽ rất là chậm.
Và nếu chúng ta đã sử dụng những cái sản phẩm Phú Thái rồi, đã có những cái sản phẩm mà nó tuyệt vời như vậy rồi, thì chúng ta có thể là cân nhắc lại, thay vì cái chúng ta bổ sung thêm cái lecithin thì nó đã dư rồi, việc glutathione đã có rồi, thì bạn có thể bổ sung thêm một cái sản phẩm nữa, đó chính là EboShot, là một cái sản phẩm gọi là nó tăng cường cái nội tiết tố đó. Thì cái đó nó cần hơn, bởi vì với những tình trạng gọi là nám do phụ nữ sau sinh hoặc là ở phụ nữ tiền mãn kinh thì nó liên quan tới cái vấn đề là rối loạn nội tiết hay là thiếu hụt nội tiết. Và đặc biệt nữa là một cái đặc tính của glutathione, nhưng mà chỉ có những là dạng glutathione có sinh khả dụng cao nha, là từ 70 hoặc là đến 85% trở lên, như là cái dạng RYC hoặc là Neurosestray của Phú Thái á, thì nó có mới cái đặc tính là giúp làm giảm stress. À, và với những cái chị em phụ nữ bị nám á, thì mọi người đã biết rất rõ là nám da là do đâu? Là do sự ảnh hưởng của thứ nhất là ánh nắng mặt trời, thứ hai là những yếu tố về căng thẳng, thứ ba là sự những cái cơ thể mình bị nhiễm những cái chất độc nó làm ảnh hưởng tới cái vấn đề là nội tiết đó, thì đó là những cái yếu tố làm cho da của chúng ta bị nám. Và riêng với cái gọi là red YC hoặc là Neuroce, chúng ta còn có thể ứng dụng trong cái việc là cho những người bị mụn mụn nội tiết mà do người ta bị gan người ta bị ảnh hưởng bởi những chất độc nè, hoặc là người ta bị căng thẳng làm nó rối loạn nội tiết làm dẫn tình trạng nổi mụn, thì sử dụng cái red YC và cái Neuroce spray rất là tốt luôn. Và đặc biệt nó còn hỗ trợ cho vấn đề là làm mờ những cái đốm thâm do mụn, thì mọi người nghĩ đi nám nó còn mờ được thì thâm do mụn nó cũng rất là nhanh. Và đặc tính của nó là làm trắng sáng ở cấp độ tế bào, phục hồi giải độc cũng ở cấp độ tế bào. Cho nên khi mà sử dụng cái gọi là Neuroce spray hoặc là cái RYC này thì cái làn da của chúng ta nó sẽ trắng sáng từ cái tế bào, và cái lá gan của chúng ta nó được giải độc từ ở tế bào và cơ thể của chúng ta cũng như vậy. Đó là một cái điều tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta giống như là chúng ta sống giữa cái bể khổ, xung quanh chúng ta đầy độc chất, hít thở cũng có độc chất đúng không ạ? Mọi thứ ăn uống cũng độc chất, mà ngay cả cái trong suy nghĩ chúng ta nó cũng làm cho chúng ta có độc chất, nghĩa là chúng ta căng thẳng, chúng ta stress nó cũng sinh độc chất. Thì cách duy nhất chúng ta bây giờ là chúng ta phải tăng sức đề kháng, chúng ta phải thanh lọc độc tố cho cơ thể chúng ta, thì chúng ta sẽ gọi là sống gọi là trẻ khỏe mạnh và có thời gian để lo lắng cho những người yêu thương của mình. Đó là một cái điều vô cùng tuyệt vời. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn dược sĩ, cảm ơn chị Hồng Bích nè, và cảm ơn chuyên gia Hồng Vũ ha. Và thực sự là My thấy rất là nhiều câu hỏi ở trong này nữa, nhưng mà mọi người cứ chọn vào của phía BDB để được hỗ trợ cụ thể ha. My sẽ ưu tiên một câu duy nhất và chỉ một câu cuối cùng này nữa thôi, bởi vì câu này My nghĩ là không chỉ bản thân My và tất cả các chị em, những anh em trong Zoom này, rất là những anh chị nào mà những chị gái nào mà qua cái tuổi gọi là qua cái tuổi bắt đầu rơi vào cái tuổi tiền mãn kinh đó, hoặc là sinh đẻ rồi đó, là cái điều này cực kỳ sợ luôn. Và cái nỗi sợ này để xem thử là phía các sản phẩm của BDB Phú Thái có hỗ trợ giúp mình không ha. Thì My có thấy một câu hỏi như thế này của chị Kiều Sa: em bị tàn nhang với đồi mồi nhiều, rượu uống release crazy có giúp làm mờ hơn không ạ? Rồi câu này nhờ dược sĩ Hồng Vũ nhờ chuyên gia Hồng Vũ hỗ trợ giúp My lần nữa ha. Rồi xin chào mọi người nha. Vũ sẽ cho mọi người xem một cái hình ảnh thì chúng ta sẽ hình dung rõ hơn về những cái nám của chúng ta. À nè. Rồi. Cho tôi chia sẻ một xíu về cái hình ảnh này thì chúng ta mới hình dung được là cái nám của chúng ta như thế nào. À mọi người ha, thì đây là cái mà điều mà chị em rất là quan tâm, là cái chuyện mà chúng ta bị nám đồi mồi tàn nhang đúng không ạ? Tại sao nó bị như vậy? Thứ nhất của nó rồi là cái nguyên nhân đó, nó liên quan tới là ánh nắng, độc tố và cái căng thẳng. Và một khi mà chúng ta đã bị những cái gọi là nó ảnh hưởng, nó lâu và nó liên quan tới một thời gian dài mọi người, như là suốt một cái giai đoạn chúng ta mang thai hoặc là ở cái thời kỳ tiền mãn kinh, thì nó tác động của nó ảnh hưởng tới cả cái cấu trúc gọi là DNA của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng trên hình này chúng ta đã thấy rằng là khi mà cấu trúc DNA của chúng ta nó bị gọi là biến dạng do tác động bởi những cái tia gọi là UVA hoặc là
ánh sáng khả kiến hoặc là tia hồng ngoại thì nó sẽ bị biến dạng, biến dị và nó không phục hồi lại được. Và với cái gọi là cái DNA biến dị đó thì nó sẽ chỉ có tổng hợp hắc sắc tố thôi, và coi như nó trở thành siêu nhân. Giống như chúng ta thấy là những cái phim siêu nhân mà nhiễm một cái gì đó sẽ thành siêu nhân, thì cái DNA mà một khi nó bị biến dị này nó cũng trở thành một cái siêu nhân, gọi là cái siêu nhân tổng hợp hắc tố luôn. Và đúng cái chỗ đó nó sẽ luôn luôn lên nám và nó cứ lên mãi thôi đó. Và thêm nữa là những cái tình trạng chúng ta căng thẳng, chúng ta bị stress, chúng ta bị oxy hóa ở bề mặt da cũng như là oxy hóa bên trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tạo ra những cái phản ứng viêm và nó làm tăng cái sự gọi là làm cho chúng ta bị sảm nám, đặc biệt là những chị em phụ nữ sau sinh hoặc là tiền mãn kinh và mãn kinh, thì khi mà rối loạn nội tiết, không ngủ được, căng thẳng, mệt mỏi thì sẽ bị sao ạ, sang sinh gốc tự do nhiều và sẽ bị gọi là oxy hóa. Đó. Kem chống nắng thì chỉ có thể gọi là bảo vệ được cái bề mặt da khỏi tác hại của UVB làm cho nám thôi, nhưng không thể bảo vệ được cái tác nhân làm oxy hóa bề mặt da và ở bên trong cơ thể. Cho nên nếu chúng ta muốn gọi là làm da của chúng ta gọi là sáng lên và giảm những cái vấn đề như là đồi mồi, tàn nhang hoặc là nám chân sâu, nám do nội tiết, thì cái cách duy nhất mà chúng ta có thể làm được là gì? Chúng ta thứ nhất là chúng ta dùng những sản phẩm chống nắng cẩn thận nha, đúng cái độ, và chúng ta phải dưỡng dịu nhẹ thôi. Chúng ta không sử dụng những cái thành phần mà nó quá mạnh như là biêu da, lột da, hoặc chúng ta không sử dụng những cái giải pháp xâm lấn ví dụ như là phi kim, lăng kim hoặc tiêm vào. Ngay cả những bác sĩ điều trị mà họ sử dụng những giải pháp cũ thì vẫn bị những tình trạng tăng sắc tố, vì nám là một dạng tăng sắc tố sau viêm và nó sẽ trở nên nặng hơn nếu tình trạng chúng ta tác động vào nó. Và chúng ta chỉ dưỡng những cái thành phần làm sáng da dịu nhẹ như là vitamin C, arbutin, và chúng ta nuôi dưỡng cái làn da chúng ta khỏe mạnh để nó sao nó phục hồi cái làn da chúng ta. Còn bên trong thì chúng ta bổ sung những cái chất có tác dụng là chống oxy hóa, làm giảm tác hại gốc tự do, là chính là gì? RHYC hoặc là neurosteroid. Nó giúp thanh lọc những độc tố trong gan rồi làm cho độc tố nó không còn để nó tạo nhiều phản ứng viêm, mà nó còn thanh lọc gốc tự do. Và khi gốc tự do nó giảm đi thì cái sự tổng hợp gọi là những cái hắc sắc tố nó sẽ giảm. Cho nên người ta thông thường hay là có cái viên uống gọi là viên uống chống nắng đó mọi người. Thực sự không có một cái viên uống nào gọi là viên uống chống nắng cả. Chỉ có viên uống gọi là viên uống làm giảm tác hại của ánh nắng trong cơ thể chúng ta mà thôi. Không có một cái viên gọi là viên chống nắng. Cái cách người ta gọi như vậy để người ta kinh doanh, người ta bán hàng, nhưng mà cái đó là không đúng. Thì cái Neuro-C hoặc là RHYC này thì nó có tác dụng là làm sạch những cái gốc tự do, những cái oxy hóa do ánh nắng mặt trời gây ra, thì nó cũng là một cái dạng là chống nắng nội sinh. Và nó sẽ giúp cho làn da chúng ta sáng hơn. Và nó còn chuyển hóa melanin nữa. Cho nên khi mà cái tế bào da chúng ta được hình thành, thì nó đã được đưa vào cái gọi là cái melanin sáng và trắng. Cho nên nó sẽ làm giảm được cái tình trạng gọi là tàn nhang hoặc đồi mồi, hoặc là nám chân sâu ở cái cấp độ tế bào da. Và cái điều cũng tuyệt vời đúng không ạ? Và thêm nữa là các chị em phụ nữ lớn tuổi hoặc là mãn kinh, tiền mãn kinh hoặc sau sinh á, thì còn bị suy giảm collagen. Hồi nãy có một bạn hỏi là uống cái này dùng chung với collagen được không? Thì thật sự nha, uống cái này nó rất cần thiết cho sự tổng hợp và sản sinh collagen. Bởi vì cái collagen mà chúng ta uống vào á mọi người, nó không phải là một cái dạng chúng ta uống mà nó bổ sung collagen trong người chúng ta đâu nha, không phải. Nó là một cái dạng được tạo thành do quá trình thủy phân cái da cá hoặc là da bò, thì gọi là quá trình phân hủy collagen. Và khi chúng ta uống vào thì cơ thể chúng ta nó nhận biết được rằng cơ thể nó đang bị phân hủy, là nó sẽ yêu cầu cơ thể chúng ta tăng sự tổng hợp collagen. Và nếu chúng ta thiếu những cái chất giống như là glutathione hoặc là vitamin C thì cơ thể chúng ta nó không thể nào tự tổng hợp collagen được. Cho nên để tăng hiệu quả sản phẩm khi chúng ta dùng collagen thì chúng ta nên sử dụng những cái sản phẩm như là RHYC hoặc là Neurosteroid. Nó sẽ giúp cho chị em của chúng ta sáng, đẹp, trẻ, trắng hồng và giữ được cái làn da nó mịn màng và tươi sáng. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn chuyên gia rất là nhiều ạ. Chị em thấy chưa? Xin chúc mừng chị Sa nha. Mình đã tìm được ra cái sản phẩm hỗ trợ cải thiện vấn đề của
mình ha. Nhưng mà thật sự là mình cũng khuyên các chị em mình sẽ cố gắng ha, tại vì mình biết là phụ nữ sẽ có rất là nhiều cái thiệt thòi, rất là thương phụ nữ luôn, tiền mãn kinh sớm này, rồi phải sinh nở nữa này, rồi rất là dễ luôn, có nghĩa là có nhiều cái thiệt thòi lắm. Thì thế là bà chị em phải yêu và thương bản thân mình nhiều hơn, và tốt nhất là bị nám nó sẽ rất là khó trị đó, nên là phải cố gắng là làm sao để mình không bị nám nha mọi người. Hãy phòng đi ạ. Hãy phòng, nếu mà đã có duyên ngày hôm nay, nếu mà đã có duyên biết đến Zoom ngày hôm nay cũng như biết đến hai cái sản phẩm có thành phần glutathione cũng như là vitamin C á, thì mọi người hãy cố gắng là tranh thủ khuyến mãi vàng để mà chốt nha. Bởi vì là mi nhận được thông tin từ phía BDB á là đã chốt được 30 chai New Low và 22 hộp Release YC đó mọi người. Nên là mọi người hãy tranh thủ nha, hãy tranh thủ nha. Tôi nói là chần chừ là 1 phút thôi là nhiều phút sẽ hối hận, tối về lê hơi mất ngủ. Rồi tôi nói à, mi đã nói rồi, đừng chốt là sẽ lỡ rất là tiếc. Rồi xong rồi nghe chuyên gia Hồng Vũ chia sẻ rồi, rồi cũng nghe cả thạc sĩ dược sĩ Trương Thị Bảy chia sẻ về gan nữa đó, tiếc đáng chịu nha, nên mọi người tranh thủ nha. Và mọi người ơi, bây giờ sẽ là chương trình đặc biệt quay số trúng thưởng ngày hôm nay, để xem là vũ trụ sẽ gọi tên anh chị nào trong đây ạ. 150 anh chị vừa hả, đã có là 1, 2, 3, 4, 7 anh chị đã rời khỏi Zoom ngày hôm nay. Rất tiếc là anh chị đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi phần quà quyền cuối cùng. Và phần quà hoàn toàn xứng đáng, vũ trụ sẵn sàng sẽ gọi tên. Hãy truyền lực hấp dẫn vào vũ trụ đi ạ. Ai mong muốn nhận được phần quà thì hãy comment tên.